11 năm kể từ lần người dân cùng xuống đường tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ. Giờ là lần tiếp theo, nước mắt sẽ cùng rơi trên đường phố Hà Nội. Thấm thoát 11 năm kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, song người dài tưởng như bất tận tiễn đưa Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình. Và giờ, sau hơn một thập kỷ, một lần nữa, nước mắt của triệu người con thủ đô nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung sẽ cùng rơi trên đường phố Hà Nội.